Dạ 250 á anh. Tấu không? Qua xít nha. Ok ok. Nó anh chuyển thêm 200 vô nó không được. Lấy tiền trong ví đưa. Do nó bị lật á, bị lật hai mí vậy á, phải cắt chứ. Ai đó cho cái quạt đi, khách cũng hơi tứ tứ mồ hôi nữa, hơi trơn. Cường lau rồi ông đứng lại, ông lắc tao chóng mặt luôn. Trời ơi, ăn miếng không? Tay nó đỡ rung á, hồi nãy hơi rung rung luôn á, rung rung rồi gặp ông Cường ổng đứng bay vòng quay mà bị rung nữa kìa, mình bị liệu theo. Ủa bị gì? Ai em của em à? Đi gặp ai nào? À chị tưởng mua em. Ý là em thấy từ cái lúc mà chưa xảy ra việc cái rồi xảy ra xong rồi là anh yên vô ngưng mắt em thấy luôn, chụp cực kinh. Thank you.
Bãi Nhi ăn xong để quay đó hả? Chứ không sụm nụ à? Hai giờ mấy? Ba giờ có khách cùng cô nó. Chị không nhớ mặt cô nó là đó là răng nữa thì không nhớ. Em nhớ hả? Chị nhớ thằng cu nó nằm dương đi, bả nằm dương nữa không? Hả? Ủa rồi hả? À à, ai biết được? À bả một cái xong cây chị đưa qua cho bé Nhi nặng. Không biết, không biết luôn. Có Zalo thôi chứ không biết đường. Cô nó mụn sướng, mụn ngon. Phải bả không trời? Phải bả không? Để vô coi lại đó.